Con cái là lộc trời cho, nhưng không phải ai cũng nhận được may mắn đó. Có nhiều gia đình dành cả nửa đời người chỉ để đi tìm tiếng cười con yêu. Có gia đình sẵn sàng từ bỏ tất cả của cải để đánh đổi một lần được bồng bế con trên tay. Và sự ra đời của phương pháp hỗ trợ sinh sản thụ tinh ống nghiệm IVF đã giúp cho hàng triệu gia đình được hiện thực hóa giấc mơ làm cha mẹ. Tuy nhiên, làm thế nào để có được một chu kỳ IVF thuận lợi, giải pháp nào để ba mẹ có thể thành công đón được con về nhà với tỷ lệ cao nhất là điều mà rất nhiều gia đình băn khoăn trên hành trình tìm con đầy gian nan này. Hiểu được điều đó, sáng ngày 17 tháng 12, Trung tâm IVF Hà Nội tổ chức tọa đàm những giải pháp đột phá tăng tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm cùng với sự chia sẻ của Giám đốc Trung tâm, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Phương. Tại tọa đàm, bác sĩ Nguyễn Duy Phương đã có những chia sẻ về nguyên nhân hiếm muộn, quy trình thực hiện thụ tinh ống nghiệm và những giải pháp đột phá tối ưu kết quả khi điều trị vô sinh hiếm muộn. Chung quy lại sau này anh chị đi làm thụ tinh ống nghiệm ấy, có thể làm ở đây cũng được, làm bệnh viện nào cũng được, nhưng mà phải có được ba yếu tố này. Thực ra cái này nó là bí kíp của mỗi bệnh viện, nhưng mà ở đây chúng tôi công khai, chúng tôi nói luôn để cho anh chị biết, và sau này có thể về anh chị làm nơi khác hoặc là tuyên truyền cho anh em bạn bè họ hàng. Đấy. Thì cái đầu tiên ấy, trong y khoa chúng tôi là cái số 1 ấy là lâm sàng. Lâm sàng ở đây chính là như là tôi, là các bác sĩ. Hiện nay trung tâm của chúng tôi có khoảng 10 bác sĩ. Là cái người bác sĩ đấy, thứ nhất là có nắm được bệnh nhân hay không, có tìm được mấu chốt của bệnh nhân vấn đề là gì hay không, có lên được phác đồ hay không. Thứ hai là labo, tức là cái phòng, cái trung tâm, cái phòng mà chuyên mà lấy trứng với cả tinh trùng, cho xử lý trứng với tinh trùng, cho phối hợp với nhau để nuôi phôi ấy. Thế tại sao các anh chị sẽ thấy đi số một nơi khác, một số nơi bệnh viện ấy, thì người ta khuyên là em chỉ nên dừng lại phôi ngày 3 thôi, đừng có nuôi phôi ngày 5 nữa. Đấy, rồi có nơi thì người ta khuyên là em nên nuôi phôi lên ngày 5. Đấy, cái việc mà nuôi từ ngày 3, nuôi ngày 5 nó đánh giá được cái lab hay là cái labo nuôi phôi ấy. Người ta có xịn hay không, có hiện đại hay không. Buổi tọa đàm có sự góp mặt của gia đình chị Dậu hiếm muộn 10 năm và gia đình anh Trường, chị Thảo hiếm muộn 3 năm. Cả hai gia đình đã có những chia sẻ về hành trình dài tìm kiếm tiếng gọi con yêu của mình, với kết quả hạnh phúc là cặp sinh đôi Rồng Phượng, Phong, Vân và bé Cherry Thảo Nguyên. Ngoài ra, tại tọa đàm, Trung tâm IVF Hà Nội đã gửi tặng một suất thụ tinh ống nghiệm nâng cao trị giá 120 triệu đồng cho gia đình khách hàng may mắn anh Tùng, chị Dung hiếm muộn 9 năm. Qua buổi tọa đàm y khoa, Trung tâm IVF Hà Nội hy vọng ba mẹ sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn về vấn đề vô sinh hiếm muộn và có những quyết định thăm khám điều trị sớm để không bỏ lỡ thời điểm vàng. Với vô sinh hiếm muộn, thăm khám và điều trị càng sớm, tỷ lệ thành công càng cao.